Chào các bạn, trong bài này thì mình hướng dẫn các bạn cách dùng cái gọi là data attributes trong HTML. Nó có một cái như này thì các bạn có thể Google xem nó là cái gì, được chưa? Có trên trang của Mozilla rất là hay. Đấy. Thì hôm nay mình hướng dẫn các bạn cách dùng, để bài sau mình sẽ hướng dẫn các bạn là làm cái nút xóa ở đây có dùng đến data attribute, được chưa? Thì trong HTML ấy, đây là một cái attribute đúng không? Nó có gì? Name và value, được chưa? Nó giống như một cặp key value đấy. Thì các bạn có thể dùng các cái attribute đặc biệt mà bắt đầu bằng data gạch ngang cái gì đấy, được chưa? Ví dụ đây mình cho ID là 1 chẳng hạn, data ID là 1 chẳng hạn đúng không? Thay data ID là 2 chẳng hạn, được chưa? Để mình nhận biết nó đấy, kiểu kiểu thế, được chưa? Mình có thể dùng ID cũng được, nhưng mà trong trường hợp này mình không dùng ID, mình dùng data ID. Tiếp theo ở dưới này thì mình thêm một cái thuộc tính khác là gì? Data is done chẳng hạn, bằng gì? True đi. Rồi, xem nó sẽ ra như nào. Thì để mà truy cập vào những cái tức là khi các bạn khai báo những cái attribute mà có dạng data gạch ngang đằng trước này, thì ngay lập tức là JavaScript DOM nó sẽ lưu lại. Thì nhà mình reload lại này. Inspect thằng này này. Thì các bạn sẽ thấy là gì? Các cái element này trong cái object của nó, trong cái DOM object của nó. Đây nhá, ví dụ là mình đang highlight, mình ấn escape này, escape để nó hiện ra console cho dễ này. Đấy, thì mình đang chỉ vào thằng này đúng không? Đang chỉ ở trên này, thằng đầu tiên, thấy chưa? Và mình gõ đô la không là ra thằng này đúng không? Và mình gõ đô không chấm dataset là gì? Mỗi thằng HTML element nó có một cái biến gọi là dataset ở trong đấy, nó là một cái object, thấy chưa? Và bất cứ các gì các bạn khai báo dưới cái dạng data gạch ngang cái gì đấy thì nó sẽ được lưu lại vào trong cái thằng dataset đấy. Giả sử ở đây mình có đúng một cái data ID là 1 thì thằng này nó là một cái object 1, ok chưa? Bạn có thể gì? Truy cập vào cái thằng key ID bằng cách là chấm ID như này. Và cái này nó là một string, được chưa? Luôn luôn là một string, không phải là bao giờ là nó không phải là số hoặc là kiểu khác. Cái này thì làm sao? Các bạn chọn vào cái này thì gọi dataset của nó ra, tức là của thằng thứ hai đấy. Thì nó là một cái gì đây, object cũng có hai key là ID và is done. Các bạn lưu ý là mặc dù is done viết là gạch ngang như này, nhưng mà khi chuyển vào trong dataset nó bị đổi thành gì? Cái dạng camel case, được chưa? Các bạn nào không hiểu camel case là gì thì Google hoặc là xem lại các bài đầu về JavaScript. Camel case là một kiểu viết tên thôi, được chưa? Chữ đầu tiên không viết hoa và không có dấu cách, không có dấu gạch ngang. Đến chữ thứ hai thì làm sao? Viết liền và viết hoa chữ cái của đầu cái từ đấy. Ok chưa? Rồi, ok. Thế thì chúng ta có thể lưu dữ liệu trong HTML theo kiểu đấy. Mặc dù là đấy là một kiểu khá là không 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 được recommend cho lắm, nhưng mà đây cũng là một cái nên nhớ trong những cái ứng dụng nhỏ nhỏ mà không phức tạp lắm thì các bạn có thể dùng được. Được chưa? Đấy, thì bài sau mình sẽ làm một cái nút xóa ở đây. Rồi mình gán cho nó một cái data ID, rồi khi click vào thì nó sẽ đọc cái ID đấy ra và xóa cái item đấy đi. Thấy chưa? Chúng ta chỉ cần biết được ID là gì là chúng ta có thể xóa được rồi đúng không? Giả sử mình viết một cái hàm delete item chẳng hạn đúng không? Chuyển bằng cái ID này. Rồi trong đấy mình bắt đầu làm sao? Lọc thằng đấy ra, rồi bắt đầu hiển thị ra là xong. Bài sau mình sẽ hướng dẫn các bạn là làm cái đấy như nào. Thấy chưa? Rồi, đấy là thằng data attribute. Rồi, chào các bạn.